Rồi, vâng, Sri Lanka. Elo của anh cũng đã 2.000. Anh đánh Riddle Pet. Nhập. Vâng, như vậy là trắng đã ăn được hơn một tốt. Mình ăn ở đây ra xe cái nhỉ. Từ nhá, ăn tượng ở đây. Xe ăn lên, ăn mã vào chiếu. Chơi mạo hiểm quá đi. Đánh thế nó mới hay. Anh đang phải tính. Chịu ăn hay không ăn thôi mà, tính làm cái gì? Ăn rồi. Rồi, chạy xe mình sẽ chiếu. Không hề vớ vẩn. Chạy thì sẽ phế tượng. Có vẻ không phải phế tượng thiên tài mà là phế tượng blunder. Vâng, chỉ biết là cao thủ Sri Lanka phải nghĩ rất lâu ở nước này. Làm gì làm đi. Lên xe à? Lên xe à? Được đấy. Chưa có nút chiếu nhỉ. Chạy mã không chạy được. Chưa làm gì được. Xem nào. Thôi ăn đi. Tôi ăn lên. Vâng, sau cuộc trao đổi thì trắng đã hơn 2 điểm. Rồi trên C sẽ xuất xe. Lên mã. Xuất xe. Rồi, nước bẫy hậu. Vâng. Anh đã không nhìn ra. Hơi đáng tiếc. Vâng, anh xin hòa. CCC chưa kịp chấp nhận thì anh đã chịu thua rồi. Không được. Hôm nay chuột tạch không đánh 3 phút được. Vẫn phải đánh 5 phút. Cao thủ của Ấn Độ.
cũng Relopet. Chiến luôn gì nữa. Không ăn. Không ăn à? Thôi, mất con mã này rồi. Không ăn. Ấy giờ đây rồi. Xe con gì nữa. Liên hậu cũng bật tốt rồi. Dí hai nước à? Cho dí hai nước. Vẹo. Toàn những rành tối cổ. Gì đấy? Về giữ. Về giữ. Xích đi. Lên xe giữ. Phế tượng đi. Một khi đã máu
Ô thôi, nhầm rồi. Có ghim đâu mà đi xe vào đây. Trời ơi. Trời đất. GTC. Trời đất ơi, có ghim đâu. Thôi nếu mà đen vào xe đây thì mình sẽ chiếu bất hậu cũng được. Vâng, nước đánh. Thật không thể tin nổi. À, thế thì vẫn ăn được. Ok. CTC vẫn hơn 6 điểm. Chiếu hết đến nơi rồi còn chạy đi đâu nữa. Ôi, không ăn được. Chạy đi đâu hỡi em? Chiều đây vào. Chiều đây hết chưa? Thế rồi. Ok.